Chiều ngày 26 tháng 4, chi bộ trường trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đào Khánh Ngọc, sinh năm 2005, là học sinh lớp 12A2, trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Trong quá trình 12 năm học tập rèn luyện, quần chúng Đào Khánh Ngọc đều là học sinh giỏi, hành kiểm tốt, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn trường cũng như tại địa phương nên được chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du huyện Châu Đức xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường Nguyễn Du hiện có 72 cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động. Chi bộ trường có 25 đảng viên. Thời gian qua cùng với việc dạy tốt học tốt, nhà trường luôn coi trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện để các em trở thành học sinh gương mẫu, công dân có ích, tạo môi trường thuận lợi để các em cống hiến, trưởng thành.